Kiểu gì sau khi những người xem cái Raiden Rework này xong thì sẽ thắc mắc là anh Thịnh có làm cái melee mới không nhỉ? Đó chính là cái melee gì? Thì đây các bạn à, vào ngày 24 tháng 12 2023 vào lúc 2:36 phút chiều thì một ông admin dev đã tung ra cho chúng ta, đó chính là cái tấm ảnh này. Và cái tấm ảnh này được up vào đúng ngày Giáng sinh các bạn à. Ai cũng đều nghĩ là chúng ta sẽ có melee mới vào dịp Noel đúng không? Nhưng câu trả lời là không nha. Admin cho chúng ta còn T-Rex nha các bạn. Và nếu như các bạn tìm kiếm một chút thông tin về ở trên YouTube về cái melee mới Angle này thì các bạn sẽ thắc mắc tò mò là cái Angle này thật sự là nó có thật hay không? Câu trả lời là 100% là có. Cho nên là lỡ bú cái Raiden Rework rồi mà không bú cái melee này thì cũng hơi kỳ. Cho nên là mình sẽ làm cái melee này ngay lập tức. Thì rút kinh nghiệm lần trước thì tôi không đem qua cho họa sĩ rớt môn mỹ thuật vào năm lớp 1. Và tôi đã nghiên cứu vào trong cái Twitter của cái ông này. Và các bạn xem đi, skill của anh ta làm cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà làm sao tôi có thể làm được? Cho nên là tôi xài model free. Và tôi cũng đã nghiên cứu về những cái video này xem là những cái animation nó sẽ hoạt động như thế nào để chúng tôi có thể nghĩ ra ý tưởng và làm skill nha các bạn. Thì ngay bây giờ bọn tôi sẽ chính thức bắt đầu lên ý tưởng về những cái skill. Trước tiên đó chính là cái melee mới này thì các bạn sẽ thấy nó có một đôi cánh và một cái vòng ở trên đầu. Và... dễ chó gì vậy Bình? Bình ơi! Đôi cánh, cái vòng. Có sấm sét nữa Bình. Sấm sét à? Có thêm mấy cọng lông rơi rơi đồ nữa. Lông đây, lông rơi. Lông... lông lông... ơ lông lông! Dễ giống cái chân giái vậy. Lông à? One hour later. Xong cái logo rồi, còn cái skill thì sao anh Bình? Skill á, skill suy động vô vé, nó vét nó vét nó bay vô đá cái đồ đá là đá nguyên chiêu trưởng này thấy không? Thấy còn skill chưa vé này vé gì vô tục vô chưa ít luôn, biết là bắn skill của skill đồ. Chúng mày anh thích mày cái gì viện trợ nó trong bực bên kia đập xuống dưới nữa. Chết, chế bay rồi. Dạ. Làm mày. Dạ. Ê coi mẹ gì Bình vô làm mình ơi. Bình ơi. Bình. Vậy? Vô làm. đừng có coi cái game này. Đừng. Rồi. Ý tưởng thì mọi thứ đều có hết rồi. Nhưng mà cái chó này là cái gì các bạn? Cái này là chó gì? Hả? Cái vòng tròn rồi mặt trời mặt trăng là cái gì? Quá là tò mò, cho nên là bọn tôi chạy mẹ nó luôn, cho nên là bắt đầu vô làm skill luôn nha các bạn. Và thế là tôi hối hút team TN Studio mãi đỉnh nhất trong cái trái đất này và đẹp trai nhất trong cái vũ trụ này luôn làm cái melee mới này trong ngày hôm nay. Và đây chính là hình ảnh skill, một trong ba cái skill của cái melee mới Angle này. Và các bạn đáng xem skill này là skill thứ mấy. Và đây là những cái hình ảnh mà bọn tôi đã làm về những cái hiệu ứng skill. Thì nói chung đương nhiên là nó không đẹp bằng gọi là admin Lockfoot rồi các bạn, bởi vì người ta là một cái game khá là to, còn bọn tôi chỉ là làm fanmade. Cho nên là những bạn nào mà gọi là vào game mà không ghi nguồn á thì cút mẹ đi. Ô, con gái ai xin như ta, không biết. Em hả anh? Ôi trời. Ôi trời ơi, tạp hóa Thịnh Nè chấm cơm đang có khuyến mãi mua 1 tặng 1 chỉ với 99k. Cam đây với các bạn là không có một ạc nào cùi. Nếu như cái ạc nào cùi thì chỉ có tại shop khác, không có trong shop mình. Ủa Thịnh hả? Tưởng nào mà sao đây bị ghẻ hả? Ghẻ? Ghẻ nhất thị trường tạp hóa Thịnh Nè.com. Chỉ có mỗi shop mình là bán rẻ nhất cả cái thị trường này. Nếu như bạn nào không vào trong shop mình trong cái dịp Tết này thì thật là đáng tiếc cho các bạn. Dạ cùng điên hả? Về nhanh hả? Nhanh! Tạp hóa Thịnh Nè.com hiện tại đang có chạy thuê siêu tốc và cộng với robot 120 giờ dừng trong vòng 5 giây. Chỉ có tại shop tạp hóa Thịnh Nè.com. Thôi cũng ăn combo gì không? Bình đặt kìa đáng nha. Combo! Hiện tại shop mình đang có combo siêu hời dành cho các bạn nào mà mua game pass. Và chỉ có tại shop tạp hóa Thịnh Nè.com. Ôi, hello. Hai ngứa giò ta. Ngứa, ngứa cái giò là cái gì giờ? Và sau một khoảng thời gian khá là dài sau khi làm xong Raiden Rework thì bọn tôi đã hoàn thành ra được cái melee mới. Và nếu như các bạn mà muốn vào trong cái game này á thì đừng quên bấm vào nút subscribe, bấm vào nút like nha các bạn. Mình sẽ thả link ngay dưới phần comment. Và nếu như các bạn nào mà ủng hộ mình hơn nữa thì nhớ vào trong shop tạp hóa Thịnh Nè.com nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đây chính là cái thành phẩm của chúng tôi sau khi làm xong cái melee mới. Bình tĩnh con. Lát cho ăn pate. Bọn tôi đã làm xong cái melee mới này rồi. Và nếu như những bạn nào muốn đánh giá hay là muốn vào trong game này thì đừng quên bấm vào cho mình một nút like, một nút đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và Bình, cảm ơn các bạn đi.
không đăng ký. Ơi 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 ba má ơi, nó ơi. Còn theo các bạn sẽ thấy cái đôi cánh này nó như thế nào, bởi vì các bạn di chuyển này cái cánh này sẽ lúc la lúc lắc nhìn y như là cái booking mình là... đẹp 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 đậm vị mặn mà. Yes sir. Yes sir. Ở đây bằng chính anh ơi. Ok, sau khi test cái phần nhãn quan là các bạn nhìn ở bề ngoài của cái melee này rồi thì chúng ta sẽ test ra 3 skill. Và trong đây thì mình sẽ làm ra những cái tên skill, nói chung thì cũng gọi là không giống của admin cho lắm. Bởi vì bởi là bọn mình là fanmax nha các bạn. Cho nên là những bạn nào mà chỉ cần thấy đẹp thôi nha thì các bạn hãy nhớ vào trong cái shop của mình để ủng hộ mình nha các bạn, để cho mình có thể làm ra nhiều cái melee và cho các bạn vô test và sau đó quay clip TikTok giật Free Fire rồi nha. Vào phần chính luôn các bạn ơi, chúng ta sẽ test skill Z đầu tiên nha. Và skill Z anh biết á, sử dụng được cái Angel này á, dạ, thì một người cần kiến thức, dạ, trải nghiệm và kinh nghiệm. Dạ. Nên anh nếu có thì anh có cách để làm không? Ê, tao chủ kênh mà. Ông mẹ ơi, tôi chủ kênh mà, nên tôi nói thôi. Cái việc có ba cái đó mình mới có được, cảm nhận được cái vẻ đẹp tàn mỹ của cái melee mới này nữa. Có cảm nhận được sự dễ thương không? Alo, vậy chúc bình 10 triệu hay 5 triệu nha. Có cái mùi với tao 10 triệu. Đồ. Tao chủ kênh hay mày chủ kênh? Tao chủ kênh. Trời. Nhưng mà tao da trắng, mày da đen. Đồ. Ok má, nghỉ đi. Cái bây giờ bạn như con cu lẳng như nè. Bất dạy cái game người ta làm ra kêu vậy. Rồi giờ vô test kêu đi, lát cho 5 triệu. Tao chấp nhận. Rồi vô test đi, giờ mày ra ngoài mày đứng làm cái hình nhân cho tao đánh. Trước tiên là skill Z là Angle Ray, là khoảng cách của những thiên thần giữa sự dễ thương với gọi là da đen. Thì bây giờ chúng ta sẽ test skill Z này luôn nha các bạn. Skill Z của chúng ta bây giờ mình sẽ giữ skill Z trước nha. Uầy, chúng ta có những cái tia điện giật free fly đồ ra nè, những cái cánh thiên thần đồ nó rớt ra nè các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đáp đất. Bình ơi, di chuyển hết thôi. Cái cánh mày rớt mẹ ra ngoài luôn kìa Bình. Còn lại là... Ok, và sau khi chúng ta test skill Z xong thì nó sẽ đẩy đối phương và đối phương sẽ bị in màu vàng lên các bạn ạ, là thành người da vàng. Đấy, bây giờ mình sẽ test lại một lần nữa nha. Đè skill Z này và đúng. Đấy, nó giống như là God Human nhưng mà lần này thì nó sẽ kiểu như là nghe tiếng, kiểu như là hiệu ứng ánh sáng đấy các bạn. Đấy, bây giờ mày test lên người tao thử xem rồi là tao có hiệu ứng gì lạ không Bình. Test thử coi. Ủa rồi mắc gì ghê. Và bây giờ chúng ta sẽ tới skill X. Và tôi khuyên với các bạn là skill X này các bạn nên giảm độ sáng màn hình xuống nha. Khuyên thật đấy. Còn nếu những bạn nào mà để full độ sáng thì lát nữa mù mắt ngán chịu không biết nha, không đền đâu nha. Rồi bây giờ skill X, chúng ta sẽ đứng ở cái tư thế gọi là chuẩn bị sẵn sàng lao tới đối phương. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị 3, 2, 1, quên. Mắc gì đến? Mắc gì mày la? Gì đâu rồi ta? Tao chủ kênh. Tao ok. Rồi bây giờ tôi để cho Bình test skill X lên người tôi gọi là xem nó như thế nào nha Bình. Ui, cái người của tôi bắt đầu nó vàng lên cực kỳ nhiều luôn các bạn nha, giống như skill Z này. Đấy, thì người của gọi là Bình nó sẽ vàng lên nha. Và skill X là nó vàng liên tục luôn các bạn nha, gọi là không thể nào mà thoát được luôn ấy. Các bạn nhìn này, phải cái cực. Ui, đánh với tốc độ gọi là tốc độ ánh sáng thôi, nhưng mà cái này là thiên thần, nhưng mà đánh với tốc độ ánh sáng thì khá là giống Pika đúng không các bạn? Các bạn cảm giác là nó giống cái skill Pika mà đánh nó trên trời sau đó là quăng xuống dưới không? Skill này nó cứ tạm tạm như vậy các bạn, nhưng mà cái lần này nó đánh gọi là cực kỳ nhanh luôn các bạn à. Và bây giờ là skill cuối cùng là skill C nha các bạn. Skill C của chúng ta được mang tên là phong ấn con quỷ trong người của bạn. Mày có con quỷ gì trong người không? Mình có hai con quỷ rồi. Con quỷ trong người với con quỷ giữa hai chân. Rồi bây giờ tôi sẽ phong ấn con quỷ của thằng Bình lại nha. Phong ấn con quỷ 1cm ở trong ở giữa hai cái chân nha các bạn. Rồi no. 3, 2, 1, bắt đầu. Ui. Mày có bị gì không? Mày có bị gì không? Bị kéo trong trời. Bị kéo trong trời hả? Đúng rồi. Rồi giờ sờ lại giữa hai quần coi còn không? Đồ, mất mẹ. Bây giờ ta sẽ sợ bam skill C gọi là cho mày chói con mắt cho mày mù mẹ luôn. Bây giờ chuẩn bị này. Đấy, phong ấn con quỷ của thằng Bình lại. Mình thử phong ấn hình của hình nha. Còn nguyên. Ở đâu con hình nhưng mà ơi.
thì các bạn đánh giá ba cái skill này như thế nào. Skill giá là chúng ta sẽ trưởng đối phương ra này đấy, và skill ít là và skill C là phóng bấn con quỷ lại. Và các bạn nghĩ những cái skill này có thể có mặt ở trong tựa game Lock Food hay không? Và thêm một điều nữa các bạn ơi, trước khi kết thúc video thì do lần trước tôi đặt tên game nó hơi bị bạ xíu, Bình, giờ tao mày diễn tả lại cái lúc mà người ta sẽ tên game đi Bình. Đâu? Game tên gì vậy? Ông ơi, game tên gì vậy ông? Cặp. Ông tôi hỏi ông này mà ông giỡn tôi. Map tên Cặp. Đó em đâu nha. Ủa tên gì vậy? Cắt cua thịt nè nha bạn. Hả? Giống tên gì? Cắt cua thịt nè. Ủa tôi hỏi bạn này hoài, bạn chửi thịt nè hay sao vậy? Cắt.